Xin chào đón Aslan Đức. Tôi xin giới thiệu là tôi tên là Aslan Đức. Tôi là người Thổ Nhĩ Kỳ. Đã từng sống ở Việt Nam hơn chục năm và khá là lâu. Và rất nhiều người hỏi tại sao lại chọn tên là Đức. Chắc ba vị ban giám khảo cũng đang tò mò đúng không? Tại sao lại một người nước ngoài mà chọn tên là Đức? Bởi vì Đức nó, thứ nhất là nó dễ nói. Thì thứ hai và quan trọng ấy là nó rất nhiều nghĩa và rất nhiều ý nghĩa, rất là hay. Ví dụ, Đức Hoa, Đức Huệ, tình là ngoan. Ra đường xe mà không ngừng được ấy, gọi là Đức Thắng. Bóng đèn nó không cháy ấy, là gọi là Đức Bóng. Nhưng mà cái đó là bóng đèn ấy nhá. Đức này ấy, không hề có bóng một tí nào. Đức này ấy, là thực sự là đàn ông và cực kỳ là ok. Bây giờ anh đã sẵn sàng với phần thi của mình chưa nào? Rồi. Ok. 90 giây dành cho Aslan Đức bắt đầu. Thực ra ấy là nói chuyện như thế này thôi. Thì Đức rất khó khăn học tiếng Việt. Nhất là phát âm dâu nặng và dâu ngã cực kỳ khó đối với Đức. Và khi mà muốn đi vệ sinh ấy cực kỳ vất vả luôn. Bởi vì chữ vệ sinh ấy là có dầu nặng, không thể nói được. Mỗi lần ở trên lớp thì phải tra từ điển xem từ nào mà nó dễ nói hơn và nó chắc chắn hơn. Vệ sinh bỏ mẹ đi, nó khó quá. Thôi xem cái từ nào. À, tìm được rồi. Cái đấy nó rất đơn giản, rất dễ nói. À, thưa thầy, cho em đi ngoài được không? Ủa trời, thầy bảo mày muốn làm tại đây hay là muốn đi vệ sinh hay sao? Thì đi ngoài, đi ngoài. Xong rồi thì mới biết là đi ngoài là bị đau bụng tè dè rồi. Thì mình sai cái chỗ đấy, mình không nói là đi ra ngoài, mà là mình nói với các thầy, các cô là đi ngoài. Đấy. Xong rồi thì có lúc khác, không biết là đúng cái thầy đấy hay không, thì lại xem từ điển. Lại xem từ điển là nó có cái từ nào nó dễ hơn và chắc chắn hơn. Vệ sinh bỏ mẹ rồi thì đi ngoài nó nhạy cảm quá, thôi bỏ luôn. Và thời gian dành cho Đức đã kết thúc. Nói tiếp cho anh nghe coi là ngoài chữ đi ngoài còn chữ gì nữa. Rồi thì lúc đấy là tìm được một cái từ khác rất dễ nói. Thưa thầy, cho em đi đái. Thầy bảo là sao mày mất dạy thế nhỉ? Mỗi lần đi vệ sinh là lúc thì đi ngoài, lúc thì đi đái. Mày chỉ có vệ sinh mà không nói được à? Và thời gian dành cho anh Đức cũng đã kết thúc. Xin mời ý kiến của giám khảo Hoài Tâm ạ. Những câu chuyện mà giống như là mình gặp trở ngại khi học một cái ngôn ngữ khác thì Tâm nghe cũng rất là nhiều, và nhất là người nước ngoài học tiếng Việt và có bị trở ngại. Một cái thông minh của anh Aslan Đức là hôm nay cái câu chuyện anh đưa ra thì Tâm lại chưa nghe. Dạ, thì Tâm thấy rất là mắc cười, nhất là cái chữ vệ sinh. Thì Tâm biết là trong cái hát á, cái dấu nặng nó còn đã khó rồi, huống chi là nói. Và anh là người nước ngoài nữa, và một cái câu chuyện anh cũng rất là dí dỏm. Dạ, một câu chuyện này là có thiệt riêng của anh đúng không? Đúng rồi ạ. Tâm rất là cực kỳ thích những câu chuyện stand up mà nói về mà mình được trải nghiệm. Cho anh một mắt cười. Giám khảo Đồng Sơn thế nào? Cho anh hỏi là hồi đó anh ở Việt Nam, em ở miền nào? Phát miền Bắc không? Em lúc đầu, lúc mới sang Việt Nam là trong Sài Gòn. Trong Sài Gòn. Học tiếng Việt ở trong Sài Gòn 8 tháng, xong rồi thì ra ngoài Bắc và ở ngoài Bắc. Đa số là ở ngoài Bắc. Thì đó là cái câu hỏi của anh. Tại sao cái phát âm của em mặc dù là người nước ngoài nhưng mà vẫn có cái dáng dấp của người Bắc ở trong đó rất là nhiều. Đó là cái lợi thế của em. Tại vì khi mà em đứng em nói vào tiếng Bắc và với cái accent của người nước ngoài đó, anh nghe thấy nó dễ thương lắm. Thì em chính là một cái nhân tố mà rất là lạ mà anh đang rất là mong muốn có trong cái chương trình này. Mặc dù cái phần đầu lúc mà chưa thi em có duyên hơn,
Và khi em bước vô thi thì em lại không bằng bằng lúc cái introduction của em. Nhưng mà không phải vì vấn đề mà cái kịch bản của em chưa hay. Em đã thuyết phục anh ở bởi cái sự biểu diễn của em, có nghĩa là cái tài năng diễn xuất của em tốt, cho nên anh sẽ tặng cho em một cái cười. Và cuối cùng xin mời chị Duy Anh Thảo. Chị cũng đã cho anh ngay từ đầu rồi, tại vì chị ngỡ là cái màn mở đầu của em, màn giới thiệu của em là cái màn thi. Thì đúng như lời anh Đồng Sơn nói là cái màn giới thiệu về em có duyên hơn là cái phần sau. Nhưng mà chị có một cái ấn tượng em là về ngôn ngữ của em quá giỏi. Khi mà em nói accent nó chính xác tiếng Việt luôn đó. Và đây là một trong những cái lợi thế. Bởi vì nếu mà mình là một người nghệ sĩ hài đó, mình bắt chước được nhiều giọng á, thì sẽ càng tốt cho mình hơn, để mình thể hiện nhiều loại vai hơn. Cho nên cái chuyện mà đánh lộn cái mặt cười cho cái phần mở đầu thì chị cũng thấy là chị không cần phải lấy lại, bởi vì em xứng đáng được cái mặt cười. Chúc mừng Đức đã có một 100 đồng đầu tiên. Chúng ta sẽ lấy 100 và ra về, hay là chúng ta sẽ vượt qua nỗi sợ để đi tiếp ạ? Vừa này có mấy bạn cứ hỏi về nhau, cứ tâm sự về nhau đi tiếp phải không? Nhưng mà Đức thì không có ai, một mình bơ vơ lạc lõng, cho nên tự quyết định là đi. Let's go. Và 90 giây dành cho anh Đức chính thức bắt đầu. Lúc mà học tiếng Việt xong rồi thì cũng bắt đầu đi làm, đi chỗ này chỗ kia, thì tự dưng có một cái trò chơi Pokemon Go. Lúc đấy là mình rất thích cái trò chơi đấy, và lúc nào cũng phải đi chỗ này chỗ kia để bắt Pokemon. Và Đức đào cái map của Pokemon nữa cơ, là Pokemon nào nó ở đâu, nó sẽ hiện lên ở trong cái chỗ địa chỉ đấy trong bao lâu, là phải đi cái chỗ đấy để bắt cái con đấy. Giữa đêm nhìn thấy bản đồ, có một cái con, ui dồi ôi, rất là hay, rất khỏe. Thì bây giờ mình phải phi lên xe máy để bắt cái con đấy. Là đang đi công viên Thống Nhất Hà Nội, là có một chị vây như thế này. Cứ tưởng là chị ấy là cũng bắt Pokemon giống như Đức. Thôi bảo là ôi chị ơi, nó ở đâu, chị bắt được chưa? Bắt được rồi em. Nó ở đâu hả chị? Thì để chị đưa cho em đi đi. Thì đi đâu hả? Thì đi thôi, đi theo chị thôi. Xong rồi thì lên xe. Và trên xe thì chị ấy bảo là em ơi, đi nhanh hay là đi quả đêm? Không hiểu có chuyện gì xảy ra, mà tự dưng chị ấy bảo là như thế này. Thì mình bảo là thôi chị ơi, con đấy chỉ có mấy phút ở đây thôi. Và thời gian dành cho anh Đức kết thúc ạ. 90 giây đã kết thúc. Tao kể tiếp thử nghe coi, tại vì chưa có. Không, mình đã chấm từ đây rồi, sao kể tiếp nữa chứ. Kể tiếp đi, nếu mà mặt mày, ví dụ nếu mà có làm cho anh cười thì anh sẽ tặng cho em một cái nút. Dạ, anh muốn nghe thêm cái đoạn cuối coi, các em cho dứt cái câu chuyện này coi. Thì phải nói cho rõ là coi như là anh đã không bấm cười rồi đó. Tại vì bởi vì cái diễn xuất của em với lại một cái nhân tố lạ như em, anh muốn nghe tiếp cái câu chuyện. Nếu như anh cảm thấy nó bất cười, anh cười được thì anh sẽ tặng cho em một cái nút cười. Tâm như anh Đồng Sơn, có nghĩa là nếu mà bây giờ dừng chấm lại đây thì Tâm sẽ không có cho mặt cười đâu. Nhưng Tâm hiểu thứ nhất là tại vì ngôn ngữ khác biệt, anh sẽ nói chậm hơn mọi người để nó rõ hơn, thì cái thời gian và thêm áp lực đồ này nọ nữa. Thế thì kể tiếp. Dạ. Rồi lên xe, chị ấy bảo là em ơi, đi nhanh hay là đi quả đêm? Ủa sao lại hỏi như thế nhỉ? Thì chị ơi, thì con đấy chỉ ở đây vài phút thôi mà, đi quả đêm làm gì, đi nhanh thôi. Ủa thế thì được rồi. Thì chị biết cái chỗ đấy không? Biết đấy chứ, sao lại không biết. Đi nhanh thì đi quả đêm đều có chỗ, yên tâm. Bây giờ xong rồi đi đến một chỗ mà nhìn thấy khách sạn. Úi giời ơi, nhìn lại chị ấy thì đành phon đành son như là ma luôn. Mà muốn đi đâu, muốn đi vậy, muốn đi đám cưới hay cái gì, làm sao mà đi bắt Pokemon mà đánh son đành phần nhiều như thế nhỉ. Xong rồi thì đến khách sạn thì mới hiểu là mình thì muốn bắt Pokemon, hóa ra là mình bị bắt rồi.
Thôi thì như vậy, Tâm cũng ủng hộ tinh thần cho anh, vì anh là một cái thí sinh rất là special. Và Tâm cũng đấy lúc gì đấy con cái kiến này nữa cơ, thì em hỏi chị ấy, chị ơi đi nhanh của chị là bao nhiêu? Là 200 em. Đây 300, cho em đi về đi, em sợ quá. Đấy. Ok. Rồi, một mặt cười. Đó. Và điều này có chinh phục được giám khảo Học Đào mà. Thực sự là tại vì chị không có muốn nghe nữa, tại chị biết kết quả của cái chuyện của em rồi. Ta làm chị nghe được là đi nhanh hay đi qua đêm là chị biết là đã là sự hiểu lầm. Mà vấn đề là trong hài nhưng mà hướng... em thì người nước ngoài. Chị làm sao mà hiểu được cái lúc đấy. Cho nên khi mà vấn đề như thế này nè, là thứ nhất là em ngôn ngữ tiếng Việt em rất là giỏi, em cũng là một trường hợp rất đặc biệt và một cái màu đặc biệt cho chương trình. Thêm phần là em sử dụng được cái này là tại vì trong hài hước đó người ta sử dụng cái sự hiểu lầm rất là nhiều để gây ra tiếng cười. Dạ. Thường thường tất cả như là nếu mà coi những cái mà comedy của Mỹ thì cái sự hiểu lầm về ngôn ngữ, sự hiểu lầm về nghề nghiệp, tất cả những cái đó nó gây tiếng cười rất là nhiều. Và em đã sử dụng được cái điều đó là cái sự hiểu lầm là đi nhanh hay đi qua đêm, thì chị nghĩ là em cũng nắm được một phần nào để cho gây tiếng cười đó là sử dụng cái sự hiểu lầm. Cho nên là chị sẽ cho em cái mặt cười liền mà chị không cần nghe hết. Dạ, con dám thở đâu không? Tiếc rằng là nó cũng vẫn chưa làm cho anh cảm thấy thỏa mãn lắm. Em làm một cái gì đó để mà cho tức cười ngay rồi em dừng ngay chỗ đó thì anh nghĩ rằng là nó sẽ hiệu quả hơn là em kể luôn một cái đuôi dài đằng sau mà nó không có một cái gì xảy ra. Việc anh có bấm cái nút hay là không nó cũng không có quan trọng, nhưng mà nếu anh không bấm là một cái warning sign cho em, nếu mà em đi thi tiếp em cẩn thận hơn nhé. Ok. Dạ. Rồi, chúc mừng anh Đức đã mang về giá trị vật chất là 200 đồng. Chúc mừng anh. Và qua lời nhận xét của anh Đồng Sơn, anh hãy đưa ra quyết định của mình. Liệu rằng chúng ta sẽ thi tiếp hay cầm 200 đô ra về? Quyết định của Aslan là thi tiếp. Chúc mừng anh. Và 90 giây dành cho anh Đức. Bắt đầu. Tiếng Việt ấy nó rất nhiều từ và lắm từ kinh khủng luôn. Chỉ có cái gì vật, tiếng Việt, tiếng Anh là vật. Cái gì? Cái quái gì? Cái gì đấy? Cây mẹ gì, cây con mẹ gì. Thế còn ví dụ đẹp chẳng hạn, đẹp, rất đẹp, đẹp lắm, quá đẹp, đẹp quá, đẹp lung linh, đẹp vô cùng, đẹp dã man, đẹp kinh khủng. Úi dồi ôi, tôi hỏi về mấy người, có cái gì mà vừa là đẹp vừa là kinh khủng không? Nhưng mà tiếng Việt nó có đấy. Đấy, thì có cả ví dụ một cái từ khác, ma. Ma là cái gì? Cos. Ma ở tiếng Việt trên cây là mà cây, ở dưới nước là mà maya. Nếu như mà ma mà hút máu thì mà cà đông. Có cái một cái ma mà đàn ông, các anh đàn ông rất là thích thì ma sát. Ví dụ, có cái từ khác chẳng hạn, cà. Tiếng Anh là gì? Tomato. Tiếng Việt, cà chua, cà tím, cà pháo. Và các chị phụ nữ thích nhất là gì? Các chị phụ nữ mà thích nhất là đàn ông làm cho mình là cái gì? Cà thẻ. Và thời gian của anh Đức đã kết thúc. Và tôi thấy những nụ cười nở rất tươi ở bên dưới. Và không biết rằng giám khảo Học Đào nghĩ gì ạ? Thì cái phần thi này mới đầu chị cũng rất hồi hộp, bởi vì khi mà em bắt đầu vô thì nó cũng không có cái gì khác với lại những lần trước. Thì cũng là những nói về ngôn ngữ, nói về sự khác nhau, rồi nói tiếng Việt giàu có như thế nào. Chị đang mong là em có một cái gì đó, tại vì em là người Thổ Nhĩ Kỳ đúng không? Dạ vâng ạ. Rồi mà em ở Việt Nam thì chị đang mong muốn là em đang nói về văn hóa của hai nước, của châu Á như thế nào và của Thổ Nhĩ Kỳ như thế nào. Nhưng đây em lại đi vào vấn đề tiếng Việt, nhưng mà em gỡ lại được những cái sau, chẳng hạn như là có những cái rất ư là cập nhật, như là chẳng hạn như là ma sát hay là cà thẻ này nọ. Cho nên chị sẽ cho một cái mặt cười ủng hộ em. Không biết giám khảo Hoài Tâm nghĩ gì ạ? Anh giống như chị Hồng Đào đó, nhờ hai cái đó mà nó cứu em. Chứ anh thấy là, anh nói thiệt chứ em, anh thấy lúc mà đến 30 rồi 29, 28 anh thấy rồi xong rồi, đi rồi. Hên quá.
có cái chữ ma sát với cà thể nó cứu em. À, anh nói rồi, nếu mà trong 90 giây mà em chỉ có một punchline là anh không chịu đâu. Nhưng mà hên quá, lần này em có hai cái anh cho em. Hai mặt cười. Chúc mừng anh và suy nghĩ của giám khảo Đồng Sơn. Với anh thì nếu như mà anh cho em một cái mặt cười, ok, thì có nghĩa rằng là anh quý cái sự có mặt của em và anh quý cái tố chất lạ của em. Và với cái bài diễn vừa rồi, anh cũng cảm thấy rằng em đã rất cố gắng và có những cái hạn chế mà chấp nhận được. Nếu như anh bấm cho em, anh nghĩ rằng là em nên dừng. Anh nói thẳng luôn, em nên dừng. Nhưng mà khi mà em trở lại với bán kết, em nên kiếm một người bạn diễn để diễn chung với em. Thì bởi vì em nói rằng là em đi có một mình, em cô đơn, em có chỉ có diễn một mình thôi. Thì anh sợ rằng là lần biểu diễn tới của em ở bán kết em sẽ khó thành công đó. Cho nên là em hãy suy nghĩ, nếu như là cái succession của anh là em có một người bạn diễn, thì anh nghĩ nó sẽ tốt cho em hơn nha. Dạ. Bây giờ coi như là anh khuyến khích em để mà welcome em to the bán kết. Bây giờ nếu như anh quyết định đi tiếp, chúng ta sẽ có cơ hội mang về giá trị tiền thưởng là 1.000. Nhưng nếu như anh quyết định dừng lại, anh sẽ lấy về 600 đồng và tấm vé vào bán kết. Anh hoàn toàn không mất gì cả. Nhưng nếu anh thi không chinh phục được giám khảo thì anh chỉ ra về với phần thưởng là 500 đồng nhưng vẫn vào bán kết. Tùy anh quyết định. Chắc chắn là muốn thi tiếp. Và mời Đức hãy chứng minh phần thi của mình với 90 giây dành cho Đức. Bắt đầu. Thì còn rất nhiều từ khác nữa cơ. Ví dụ cái cửa. Cửa thì tiếng Việt nhiều cửa kinh khủng luôn. Cửa số này, cửa khẩu này, cửa hậu này, cửa chính, cửa cổng này. Ra biên giới thì có cửa khẩu. Khẩu thì cũng có nhiều khẩu chứ. Làm sao mà dừng lại được. Khẩu thì nếu như bắn đạn giả nhỏ thì gọi là gì? Là khẩu súng. Bắn đạn giả to thì khẩu pháo. Nếu muốn nói xấu ai thì gọi là gì? Khẩu nghiệp. Thì nghiệp thì cũng có nhiều nghiệp. Chả hiểu tiếng Việt nó lòng tứ kinh khủng ấy chứ. Là nghiệp, là nghiệp quật, nghiệp báo, nghề nghiệp. Thế còn tôi xin giới thiệu, đây là Aslan Đức, một nghệ sĩ nghiệp dư. Xin cảm ơn các anh chị đã lắng nghe Đức. Và đó là kết thúc phần thi của Aslan Đức. Mặc dù là thời gian chưa kết thúc, nhưng phần thi của mình đã kết lại rồi. Và không biết rằng là suy nghĩ của giám khảo Hoài Tâm như thế nào để quyết định rằng anh ấy sẽ ra về với giải thưởng là 1.000 đô hay là 500 đô. Anh không có tiếc cho em 1.000 đâu. Nhưng mà thật sự ra đó, hồi nãy em nên nghe lời khuyên của anh Đồng Sơn là em dừng lại. Thiệt. Tại vì cái này nó hơi nhạt. Dạ. Hơi ngắn à? Không, hơi nhạt. Nhạt có nghĩa là nó không có cái đồ okay. Hơi nhạt nghĩa nó có một cái câu chuyện nữa rất muốn kể với các anh chị. Đức... Không phải là muốn, chỉ muốn lấy cái 1.000 đô đấy đâu. Chỉ muốn làm sao để chinh phục được cái ba vị ban giám khảo thế thôi. Đức biết sao không? Giống như là level nè, 1, 2, 3, 4 thì tiền thưởng nó miệng 100, 200, 600, 1.000. Cái mỗi 1.000 nó phải khó hơn. Đúng thì, rồi, thì cái nó khó cười hơn. Nó cũng vậy, có nghĩa là hồi nãy mình cười thì đến cái lúc 1.000 đồng bạn phải làm cho chúng tôi cười. Ha ha ha, giống như là rồi. Đã đó. Thì nó có lại cái... khó, nó lại bị cười để cái tân lên rồi cái dịch dịu rồi từ từ nó mất luôn. Thật sự là 52 giây mà bạn đứng đó bạn nói đó, tâm hồn có cười. Có cái nó dài hơn và sorry rất muốn chinh phục được. Nhưng cuộc chơi là cuộc chơi thưa anh Đức, chúng ta vẫn còn rất nhiều cơ hội để chinh sorry. Phục khán giả nhưng, ở trong vòng sau. Anh vẫn có cơ hội đến với anh. Anh không bấm cười thôi, nhưng anh không biết hai vị giám khảo bên đây có bấm hay không. Dạ, thì chúc em may mắn. Giám khảo Hồng Đào không nhiều cho cơ hội để tiếp. Thật sự ra thì nếu mà chị nghĩ là nếu mà Aslan mà kể nữa thì cũng chỉ là vòng ở trong cái ngôn ngữ thôi. Mà mình nghe đã 3 lần là đủ rồi. Nghe lần thứ 4 là chị cảm thấy là chị không còn có hứng thú để nghe nữa. Và tất cả những cái mà
ba lần đầu chị hứng thú là tại vì chị nghe từ, từ cái cách diễn của em, nhưng mà sau đó cái thứ tư thì chị có cảm giác như chị có thể lên mạng chị search tất cả những cái đó vẫn được như thường, cho nên là cái điều đó là cái điều chị nghĩ là mình nên dừng ở cái 600 là được rồi. Cho nên chị xin lỗi em là lần này chị không có thể bấm mặt cười cho em được. Cho dù bây giờ em có kể thêm một cái chuyện nữa thì chị cũng sẽ không bấm đâu. Bởi vì chị muốn cái gì mới hơn em luôn. Và sẽ mong là gặp em ở trong vòng bán kết với những cái mới hơn. Và lời nhận xét cuối cùng thì giám khảo Đồng Tâm. Đức ơi, cái lời khuyên anh đáng giá có 100 mà. Cái chị nghe. Anh thật sự anh rất là cảm kích em. Em đã nghiên cứu về cái ngôn ngữ Việt Nam để em nghĩ ra những cái mà câu chuyện cười như thế này, chơi chữ như thế này, thì đó là một cái điều đáng khen nha. Nhưng mà nếu mà để mà tiếp tục thì anh nghĩ rằng là em đang nói là em sẽ có những cái gì mới đúng không? Em muốn show gì? Em về suy nghĩ lại, nếu như nó có đáng hay không thì em show nó cho vòng bán kết cho anh. Thuyết phục anh, làm cho anh cười nha. Nhưng mà mình vẫn được còn 500 và welcome em đến vòng bán kết của The Next Comedian.